Ok, Mình hôm nay tôi chơi sẽ ai sẽ chơi cùng bạn bè của tôi. Vâng, chào các bạn, này tôi sẽ chơi cùng bạn bè. Cụ thể bạn bè là gì hãy xem đoạn quảng cáo giới thiệu ở phía dưới video mô tả, chính là một tài khoản YouTube đó. Ok, trước tiên tôi phải lập team đã. Vâng, nó sẽ lập team như nào? What? Quên mất là phải có tên tuổi. Wait a minute. Cái đăng ký này sẽ là cái đăng ký rồi. 1, 2, 3. Ok, oh my god, oh sợ gì. Ok. Để tôi chọn thử xem. Không, bạn này có cái người dịch ở hạt bụt cơ. có tiếp rồi. Đúng anh cay xem. Ok, ở đây là đã vào cái phần build team đi, team builder ấy. Đây anh đã hôm qua thì có cái này, team hay sao nhưng không dùng được. Ok, rồi mình sẽ lấy team khác đi. Chọn cái nó thích thì nó chọn là G2 OU thì mình chọn G OU thôi. Trên 2 OU đây. Bây giờ thì add Pokemon. Pokemon nào? OU cơ. Như là dạng cuối cùng rồi đấy. Chúng ta đang rủ đấu Pokemon với nhau. Yes. OU thôi. Vâng, tôi đang gọi điện cho bạn. Hiện tại thì alo, cậu đầu đầu đột. Tôi sẵn sàng rồi, tôi đang build team rồi. Build team rồi đấy, chờ ông sẵn sàng đi. Nhưng mà chọn gì, Chờ chọn chọn tôi gửi lên ngoài này. gửi lời mời rồi à? Chờ chút đi, tôi vẫn đang build, chưa chưa xong. Ông là thằng con gái à? Ê. Đúng rồi, cái avatar nó mặc định rồi. Sẵn sàng đi, tại mình sẽ đáng sợ lắm ơi. Sang người á thì sẽ Đau bị khó này, khăn phía dưới ấy. đau phải đổi avatar ấy được. Thế này hơi hơi không biết gọi là gì ấy nhỉ. Challenge chưa? Hãy cho lần à, hình như thấy ở một hôm nó có màu đỏ đậm, màu cái màu vàng vàng rồi này. Ừ đấy, quả nhiên. Ok, Tao đâu mấy Pokemon này. nên đồ mấy nhỉ, em tôi hỏi đồ mấy, Đấy. đồ mấy Pokemon đấy. Sáu à? Ok, đấu như trong game Mỗi tội. thôi. Ok, sắp để tôi đi sắp xong rồi, chờ chờ tôi tí nhá. Đi sắp xong rồi. Ok. Ok. Ok, Anh. xong mấy bốn bốn con, có bốn con rồi, chờ chờ chút. Tôi gửi lời mời thách đấu rồi đấy. Tôi thấy Tôi rồi, chấp thì nhận tôi thôi. là một hôm nó có màu vàng vàng rồi. Còn một con Chấp Sẽ nhận nhanh đi. có sao rồi, một con em, tôi còn một con nữa, đang sắp quyết định xong rồi. Đang xem NTN này, chán quá. Xong rồi. Ok, xong rồi. Nhưng bây giờ làm gì? Vào Ok, anh nghe. Vào đi. vào cái đâu nhỉ? Vào Chấp nhận vào đi. vào team đi. Đây đây đây, được rồi. Ok, chắc là lưu ở đây. Ok, vào home đi, vào home đi. Đây đây, accept. What? Tại sao vậy? Ngày này tôi bị lỗi này, tôi là nó tôi chọn cái OU rồi nhưng mà nó bị thế này này, tai ta. China has no move. Mấy con này đều nó ghi là no move hết, tại sao đấy? Tại vì bọn đấy gọi là không có trong Gen 2 hoặc là do nó bị cấm ấy. What Chỉ gì? được dùng những con bình thường thôi. Giống như bình thường à? Lỡ chọn nó có cái con gì ấy? Không được chọn phiên bản Alola, chỉ Gen 1 đến Gen 2 thôi. Hơi trở lại ở đó này. TV đây này. À, đúng rồi, hình như thế này. Đúng rồi, tôi phát hiện ra có vài con là nó có ở Alola, còn vài con ở khu vực khác đến. Giờ phải bảo tạo lại rồi đến Oh my đầu tiên là god. Sorry nha. China Tôi China em tôi lại phải chọn lại. ok
Tớ đợi nha, vẫn nhớ exit nha. Tớ chưa exit đâu. Làm sao mà mình biết nó đang ở O2 được? Đây đây, OU này. Nhưng mà đây có phần ở phần 2. Tao không biết được. Phần 2, phần ở xuống phần khác này. MU, NU này. Đây đây, đừng chọn ở trên, đừng chọn ở dưới. Sao? Vì nó khác, nó ngoài OU rồi. Ở trên nó là OU xếp. Nhưng mà mình phải chọn OU đúng không? Ờ, mình chọn OU thôi. Vừa nãy chọn OU nó cũng lỗi mà. Không, đấy là... Rồi, không biết nữa. Này, tao hỏi tí được không? À, tao thấy em tôi hỏi là cho không chọn gen 7 OU mà phải chọn gen 2. Hay nhiều gen khác. Alo, tôi thấy có nhiều gen lắm. Generation. Gen 2 OU. Gen 2 OU. Nhưng tôi hỏi là sao không... Format gen 2 OU. Thế tôi hỏi là tại sao không chọn gen 7 thì các gen khác được? Chỉ được chọn gen 1 và gen 2 thôi. Gen 3 trở đi không được chọn. Ờ, tại sao thế, mình ở Việt Nam mà thế à? Xong chưa, tôi đang xem LTN này. LTN à, xem video mới nhất thấy có thế nào? Xem LTN. Ok. Được rồi. Đang lên, không chưa? Xem rồi. Lâm. Tôi chán mặt thằng LTN rồi. Tôi chán thằng LTN rồi. Trời ơi, điệu. Ok, bố tôi đến rồi. Ai chờ hỏi luôn đi hả? Chưa vào lắm. Lên. Thôi. Đưa mẹ con đi. Dạ. Mẹ chở con đi học nhá. Này có học đâu. Chiều mà. Chiều nay có học đúng không? À đây. Rồi. Mẹ thơm bốn. Chú nhận. Khi là thằng ấy lòng này không. Vâng, bố tôi đã... Vâng, xin lỗi. Thế là bố tôi. Bố tôi đã không biết rằng là đã được quay cái lên YouTube. Vâng. Sao em tôi sao rồi? Xem được TN chán rồi đúng không? Nhìn về cái sắp của nó chán chưa? Nó nói chung ông chán rồi đúng không? Đã xong chưa? Chưa thấy ông vẫn đang quét đúng không hạt lụt. Xong rồi. Em tôi xong rồi này. Bách vào tim đấy. Đây rồi, được rồi. Ok được rồi, vào hôm đi lần. Ok à, xem. Tôi chưa thấy đâu. What the, sao vẫn đi này? Mấy con này nó vẫn ghi lại là no move này. Từ dịch lên. Lỗi gì rồi? Nó cũng ghi là no move. Cả 6 con của tôi nó đều ghi thế. Nó nhất là có cái con là Thai Nanata này, cái con Meganium. Xin Thai Flotion. Thai Flotion. Cái con tôi toàn chọn trong OU mà nó vẫn bị ao ra. Cơ. Ao ra tại vì có thể ông chọn move chưa phù hợp. Chọn gì? Từ. Oh no. Oh my god. Oh my chúa, bấm nhá. Oh my chúa. Chúa này chúa kết nối lại, chúa nối lại được không cả chúa? Mạng có mạnh không ấy? Mạng mạnh luôn, mạng tốc độ kinh khủng. Thì tôi đã giới thiệu lần trước rồi. Ok được rồi, mời lại đi. Mời rồi. Ok, mời vào hôm đi. À, xem. Xem LTN tiếp đây. Không ui dồi ôi, lại chán lại, do vẫn đi ao này. Wow, mà không bom cũng dừng được. 271. Ôi. Thằng nó thế mà. Là nhỉ, sao cứ bị ao nhỉ? Đây này, tôi bấm vào import đi này.
Sao tôi vẫn bị lỗi nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Vâng, 10 ngón tay. Trời ơi, không có sao vẫn bị lỗi cơ, ức lắm, cứ ghi là no move cơ. Tôi đã chỉnh lắm rồi mà nó vẫn bị ghi no move. Tôi chỉnh, em tôi chỉnh mấy mấy con mà toàn toàn trong cái con như là con Meganium này. Toàn cái con ở Junto ra mà chả thấy. Đai câu. Con đai câu ấy, con đai 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 câu cũng. Là không chết thật, con Gyarados này đâu phải đấy. Có thể là không phù hợp, move không phù hợp. Không phù hợp ư? Ơ nhưng không phù. Tai chu không? Không mà nó không ở gen 2. Buồn nỉa lắm rồi ấy. Cậu biết không, nó vào nhà vệ sinh thì nó giả vờ yên rồi. Con đó nó chờ lâu. Thế con Gyarados có được người chấp nhận không ở Cường? Alo. Rồi. Hay. Alo. Alo con Gyarados có được chấp nhận không? Tiếng hóa của Maki Gap ấy. À, ông cứ cho nó random tin của ông luôn đi. Random mà nhưng may nó lại chọn đúng cái tin chọn này. Gì? Thôi là thôi cứ chọn random đi. Cứ cho nó random độ của ông ấy. Cái này team Gen 2 random. Team này này, bấm cái thử bấm, không phải bấm United này. Yeah. Chuột phải, chuột trái này, chuột nhầm chuột trái. Đây chọn cái oh my god. Oh my chúa. Chọn nhanh lên, lâu quá rồi á. Ờ nên nó không cho đầu random nữa rồi. Cái format của ông là GU nên là nó mình team mình cũng phải GU. AU. AU hay GU ấy. AU nó vào đó là AU mà đây chính là nó chọn AU này. AU. Gen 2 chữ O và chữ U. Tôi chọn rồi, tôi chọn những con này này. Rồi đây. Tiratananata Meganium Cyberboss Seekers Typhlosion toàn toàn là vừa. Meganium. Ông cứ chọn những đồng đầu tiên ý, những nước đầu tiên. Ui dồi. Tôi sợ lại vậy. Tôi chắc nó cũng, tôi chắc nó yếu, chắc không biết nó mạnh hay yếu nữa nhưng mà xem lại nè. Ôi là nhanh lên xem xong thơ Nguyễn rồi ấy. Bấm reject là ấy ấy. Ôi bấm lại vào team viewer đi, mấy con đầu tiên đi. Đâu. Trời ơi, đang mở tự nhiên là ao ra. Oh my god. Tôi lập team ra tìm tiếp. Cái này đau, cái mình nhảy quá nhỉ. À chờ chờ. Thế vậy là có thứ gì đó, thứ quá lại. Lại bị out rồi. À em tôi bấm mà. Ôi trời ơi. Ôi. Làm sao tôi biết được hết Pokemon Johto đây. Kiểu Johto thì bao nhiêu thứ. Ôi chọn bừa vài con rồi. Chọn này có physics đi. Chọn tiếp con bừa vài con này. Là tôi cho ông cái khác cứ vào, cứ nhảy vào chấp nhận luôn là được. Chấp nhận rồi chứ. Đây đúng rồi, Sona, à Sona đi. Sona rồi. Con tiếp theo Heracross. Cái con này thì gốc Junto. 1, 2, 3, 4. Con này gốc Junto ấy. Ok, tiếp tục nào, con nào nữa đây. Rồi. Con gì đi. Chắc con cái con Quilava thôi chơi luôn thần Typhlosion. Em thơ Nguyễn chán rồi ấy. Về cả thơ Nguyễn nữa à? What the hell is going on? Chờ chút, vẫn là team này mà. Phải đổi team vậy chứ. Ờ hả. Team thứ 4. What? Ôi, chán lắm mà không chơi được. Nó cứ chặn cái gì đấy. Chán thật đấy, cái này cũng hay ngợi, cứ vớ vẩn cái chỗ đấy. Đây này, nó nói này này.
Loister không có động thái, Executor không có động thái, Loister không có động thái, Snorlax không có động thái, Heracross không có động thái, Typhlosion không có động thái. Bạn được giới hạn ở một trong các Pokemon theo khoản đặc điểm. Bạn có nhiều hơn một Loister. Ok, nó nói thế. Chị Google 100% đây. Chị Google 100% ấy. Đến chị Google. Tôi đừng chọn gì à. Chị nói gì vậy? Chị ấy nói là chị nói là có từ từ nó bảo là có nhiều mồ hơn một con gì đấy cơ. Còn mấy kia nữa. Hay cho tham khảo kỹ ai là thôi. Ai thôi cứ đấu thôi. Ai là chọn 4 múp đầu tiên luôn đi. Cái gì? Chọn 4 múp đầu tiên là sao? Chọn trưởng thì chọn 4 cái đầu tiên luôn đi. 4 con đầu tiên à? Dạ. 4 gọi điện ạ. Bạn gọi cho con thì nên bạn tốn tiền ạ. Người tốn tốn tiền. Tôi nói trước nhá, 14 phút rồi đấy, không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền đây. Mai tôi còn mấy mã khuyến mãi. What? Tôi sẽ cho một cái khác và ông chỉ cần chấp nhận thôi. Nhưng mà tôi phải chọn team nào? Để random ấy. Đúng rồi, random đi. Nhưng mà nó sẽ chọn random. Tôi hơi kém. Nó đang chọn random rồi, chờ tí nó mời lại chọn random. Chọn gen 2 random ấy. Ok, gen 2 random. Ok, ok, accept đi. Ok, chơi được rồi. Cú phạt công bằng. Công bằng quá mọi người ơi. Ok, thôi được rồi, đấu vui vẻ nhá. Được rồi, đóng thực tế. Tấn công kim on huyền thoại vậy hả trời. Tôi cắt máy đi để tôi đợi tổng tiền. Ok. Đi rồi. Nhanh Học. Lên. Hôm nay, chiều hôm nay không học cô Ngọc à? Vâng, đúng rồi. Cô Ngọc phải đi về trường rồi không? Lên! Thơm bố. Bố chả biết mà đang quay trên YouTube. Thơm bố, lên. Rồi, anh Lâm thơm bố. Thơm bố. Như tôi đánh nhau không bằng oh my god ice beam không nó phải đồng bộ. Nó cũng đều một gen là mới đấu rồi. Ôi, bảo là sao lấy cho gen khác này. Thì nó không biết cười công bộ hoàn toàn đấy. Thank you.
nó chuyên gia. Này oh my god, chờ nó giảm có chiêu nào cả ba chiêu rồi, không biết chọn chiêu nào. Ờ đúng rồi, được chọn tô xích đi. Tô xích nữa mà chơi rồi không? Oh my god, Illuminati. Oh man, dùng chiêu phải. Ok. Qua lại chơi cô cao cùng thoại. Nó có này với cái này phải à? Không, con mình đấy. Trời. Mình cần phải ra sau nó thôi. Công bằng. Có vẻ có vẻ như hai người đang giành co máu. Đấy, đánh nó. Trừ vào. Được chế vậy. Tôi cần đã lên lượt thứ 16 rồi. Oh man, yeah, oh man. Cho hồi nhanh nhé. Trận chiến này chắc là sẽ rất là lâu để kết thúc đây. Qua thứ 1 tiếng. Vừa rét là vừa máu. Rồi đồ chơi hệ bay. Sao mình giờ thời không có lợi. Nếu không có lợi thế này mình bắt 3 con thôi nó còn. Ôi trời, nó đổi sang con này. Thế nhờ cái này nó chết dở. Đen thế nhờ. Không biết là thế nào để khắc cái hệ này nữa. Oh my god. I rest in my game. Yeah. Đá bằng nước. Con này có hệ đá để khác hệ đá như là có hệ đá. Này hệ normal. Chị chắc chắn là thua. Nó không thể tài nổ với một Master Pokemon. Oh man, oh chết rồi. Mai mình có hồi tí. Oh, từ kia đi hơi khổ máu. Tao chết.
What the fuck? Bảo áp hay không? The rest gì? Nó có hết phải tên duy nhất cùng tôi thì chết rồi. Người đau quá. Chúng hơi buồn buồn. Nghe anh cần phát đấy. Tua rồi. Đâu ra thử ơi. Mày chỉ quát đi cho sao. Oh my god. Có con này không khỏi nhiều. Tựa đầy máu. Nhưng chỉ có lần sử dụng rest thôi. Oh my god. Đi cậu, mới gọi cho bạn 15 phút đi luôn. Với cái tài khoản của anh. Cái tài khoản 1 của anh. Cái tài khoản 2 của anh. Tài khoản 2 của anh. Ôi không. Tập phải Pokemon. Bây giờ thôi sao con này tôi không có nào. Oh my god. Oh my god. Đó cả mẹ hỏi nhiều. Bảo đấu với Gen 6 đi. Nhưng nó không quen, nó không có đội hình. Hay hay cứ chơi tạo khác nhá. Alo. Không alo. Buồn quá. Đấu có đấu nữa ông ơi thôi. Em ông có khóc không? Ôi trời. Đây, hãy nghe bình luận của em thôi. Có đấu được không?
đấy đó chỉ nói chuyện nó gửi rồi kìa, nó gửi kìa. Ơ lại lấy làm gì có team OU nào nữa, hãy chơi random khác đi, đừng chơi Alien 2 nữa. Thôi cứ chọn team đi, team anh em. Ok, để sắp cho tôi chọn vài con đi. Nhưng mà không biết chọn. Chọn nó cứ toàn bị move, no move thôi. Này, chọn toàn bị... Chọn chấp nhận đi. Chấp nhận là nó cứ hoàn toàn hiện ra cái dòng chữ thôi. Chọn rồi chứ nhưng mà toàn bị chấp nhận thôi. Buồn quá. Luôn sẵn sàng nha. Anh đi xem NTN rồi này. Ờ, lại xem NTN à. Có video ngoài nè. À. Sao? Ok thôi, gọi ông cứ xem NTN đi. Hoặc là tôi sẽ chọn một team khác. Tôi sẽ chọn một team khác. Không lắp team mới. Khi nào thách đấu thì gọi nha. Ok. Thế team mới đâu? Đây. Đây, Ed Pokemon. Chọn nào đây? Tôi sẽ phải chọn rất nhiều con mạnh. Tôi không biết con nào ở vùng này. Là các con ở vùng này, vâng. Khá là nhiều. Mà chờ chút. Chờ chút. Ô u. U mà mega mà. Triple kill. Quá trời, thế nào phải chọn mega. Ờ, con mega của con mega thì mua. Đó chỉ là tên thôi. Trời ơi, mega cơ ấy. Mà có biết bao nhiêu mega không mà nói. Ok, chọn được con Heracross rồi. Là con đấy là con đi yêu Ash. Tôi sẽ chọn nó. Tiếp theo là tôi phải đi tìm vài con nữa, đen thật. Tôi bị lừa một vố đau, à tôi bị chỉ vì các bạn nên nhớ đừng bao giờ coi thường. Cho nên đừng bao giờ coi thường nha các bạn. Có u là một cái con Pokemon là nó có thể là có là dạo cuối cùng nó có mega hoặc không mega, nhưng tốt nhất cứ chọn mega. Nào ngọt. Tôi bị gì tôi nghĩ giờ ấy đang ở đâu à? Không biết là Gyarados có được cho vào cái vụ này không? Phải đi tìm xem Gyarados trên này không? Ôi rồi ôi! Gyarados trên này chết dở. Chết rồi. Kệ đi Ampharos. Bị lừa đau thế không biết chứ. Tôi đang bị lừa một vụ đau nhất trong lịch sử loài người. Gọi là OU là một số loài Pokemon đặc biệt. Tôi trẻ chưa thể biết hết được. Có rất nhiều OU nữa. Wow.
Đây như là Ogre hay con Slamoury này. Giờ Ogre Pokemon cấp cao hay sao ấy. Wow. Yes, alright. Yes, alright. Ơ nhưng mà làm gì cần U nữa. Chỉ... Chờ chút. Hay là nó có cho cả cái số 1 nữa nhỉ. Add thêm nữa đi. Hình như nó có trong số 1 nữa. Chết giờ. Wow. Đèn thế không biết. Bán chuyên gia này đang chọn lại. Yes. Oh, chết. Tôi cái này nó Mega Mewtwo E rồi nữa là sao? Như ở trong này nó thấy nó đây là không có mấy con ốp u nào nữa luôn. Ở đâu vẫn còn dẹp đốp nữa. Không đẹp phần nào. Dẹp phần này quá ít ốp u cho chúng ta. Tôi gọi cho tìm con khác đi. Trời ơi, con nào mà có chữ filter này nhờ, phụ kê này. À không. Được rồi, và chúng tôi sẽ chọn thêm mẹ là phải tinh nữa. Để xem nào. Ôi trời ơi, tôi bị trốn. Vâng, thế các bạn muốn biết người đầu với tôi là ai, hãy xin vui lòng xem phần quảng cáo ở phía dưới video. Tôi có để lại một kênh và tôi đang quảng cáo suốt từ các cái mục từ nãy giờ. Hết ô u cho chúng ta tin buồn. Thôi, đánh liều xem nó khỏi lấy sao được. What? What the hell is going on? Sao thế? Ôi, tôi lấy nó con Mew này ra xong. Ok. Xong rồi. Rồi, được rồi. Con chỉ là mấy cái mã thôi. Ôi thôi được rồi. Thế này được rồi đấy. Con xóa này nữa. Kệ đi. Ok thôi không hoàn chỉnh gì đâu. Ôm này. Chờ chút. Ôi giời ơi, nó lại đòi ram đường bắt tô. Ôi chết chứ. Vâng, như là đây là sẽ là một cái để đời. Tôi đã gọi cho bạn 15 phút, mất nguyên cái tài khoản, hạ về con 3. Vâng, nó sẽ còn lại cho bạn tôi. Alo. Tôi sẽ cậu chọn random à? À, tôi có tim rồi. Có tim rồi. Có tim rồi. Mở lại cái OU đi. Để xem thế nào linh ứng không. Sẽ có linh ứng. Mong được một trận đấu hay ho. Chuẩn men. Ok. Bây giờ xem đến VN chat rồi ấy. Tôi vẫn, nhưng mà nó đây này nó ghi là cái gì thì không. Trời, hai con Mega không tồn tại trong Gen 2. Không tồn tại trong Gen 2 này. Ôi rồi, hồi đen thế. Hai tham khảo team của nó đi. Ờ đây tim là gì vậy? À mà thôi nó không nói đâu. Xong rồi á. Giờ chút, không nằm trong Gen 2. Nước tinh pho hạt bột. Này này cậu, này tôi hỏi tí GU là các con nào ấy? GU là các con nào ấy? GU á. Cái à nhớ Âu ấy. Âu là từ Gen 2 trở xuống. Gen 2 trở xuống, nhưng mà Gen 2 là các con như thế nào là Gen 2? Biết Gen 2 có những con nào chưa hả? Lên Google search đi. Rầm. À mà từ, nó bảo no move đúng không? Gì? Trời, back trời. Nhà này có cái move đây này. Lần nơi chọn cho anh em đi.
Ôi giời ơi. À, hiểu rồi, phải có thêm một số cái. Này này, ở đây có ghi là no move, move đây ở trong trang Pokédex, thế là nó có vài À, thì ra là tôi chỉ là chưa chọn cái đấy. chọn cái gọi là một cái phần move ở trong cái Pokédex ấy, nó có cái phần move là Chỉ cái là các chuyện chiêu đấy. Tôi chưa chỉ là bị chôn nữa rồi. hình như tôi đã chưa chọn có từ chiều ấy, ta là buồn khi mà những dân chơi vào nghề này không biết chơi Dừng Pokemon Showdown. Pokemon Chờ trước, Showdown. để tôi builder lại, để tôi builder lại team. Alo, con nghe đấy không? Tôi builder lại team. Alo. Chờ tôi, nhớ tôi chưa, tôi cần phải có thêm các từ chiêu cho Pokemon của mình mới đấu được. Trưởng cũng chỉ được ở Gen 2 thôi ấy. Rồi. Tôi chọn trên không, nó không, hình như không báo lỗi. Chọn chọn lại đừng chờ, nhưng mà như nó tận 5 thì nó có mấy con Mega không được rồi. Thôi rồi, bách 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 bách. Bác đi chọn chọn này Unit 4 đi. Cái ăn ăn thai thù này. Ăn thai thù, mấy con ăn thai thù lần trước này này. Đây đây, chọn cả cái ăn thai thù này. Chọn thêm một cái vài chiêu thức đi. Ok được rồi, chờ chút nhá. Lại nhìn lại nhìn mấy hình xăm của NTN nhá. Hoặc là ngắm chị Thơ Nguyễn cũng được. Đang xem PVZ Ô PVZ à? Tôi hôm qua tôi có hôm qua tôi có quay PVZ hack hay lắm. Có cái hack của tôi là nó còn khách là không mặt trời cơ, hay lắm. của tôi H9990. Nhưng mà không, nó miễn phí mặt trời cơ, tức là cậu cậu và còn nó cái không không phải nạp plan cơ, hay lắm. Cái đấy hay, cái đấy cũng hay. Đặt đặt quẩy luôn cả team, quẩy luôn cả sân sân PVZ luôn. Sắp đấu rồi, chờ tí để tôi chưa chưa được đâu, em có phải thêm một số các tuyệt kỹ cho Pokemon đã. Ok, đang đợi đây. Ừ. Lại 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 ngắm lại xem cái gì nhá. Đã được xem sách. No sex in here, ôi trời. Đen vần là đen thật con này rồi. màu đỏ đỏ thế chỗ này chứ chưa được học à, có mỗi hay fly mà sao lại còn chưa 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 mấy kéo xuống đi nhưng chưa sẵn sàng Con này là chưa hết lửa, con này là à ừ nhỉ à, không phải nó vẫn đủ luôn. để hết lửa thì không phải còn một con khác được, sẽ cần một con hệ hệ nước cơ, sẽ cần một con hệ cây đấy. Và cuối cùng là tôi phải cần khác được một hệ, đó là hệ đá. Hệ đá để khác được hệ gì nhỉ? Lên pokemon.com xem nào. Hệ đá tôi không nhớ nữa, hệ đá à, rồi tôi sẽ đi tìm một hệ đá đúng rồi, như physics Terrace à, ấy. rồi ice đúng rồi. Ok. Đây là chết rồi, đang lại đúng rồi, xì giờ cái này là Cần tuyệt kỹ đánh nó này. con bọ đinh, mà bọ đinh mà bớt siêu mà chả có siêu, con này bá nhất hành tinh luôn. Phải. Trời. Còn hai đần thôi à? Đúng. Sức mạnh ẩn. Thì là cuối cùng của cái con nước ở Johto. khởi đầu ấy à? Đúng. Gốc này là con gì nhỉ? Con Asian Power. baby của con này là con gì ấy? Baby nó là gì? Totodile. Là tension hydro mà gốc hệ nước luôn. Cần hệ nước thì đặt để mang nước ra được rồi. Cuối cùng là Gyarados, chết thật, chết rồi, con này cô quên đi mất, con này không ở vùng này, chết thật, quên mất, con này không ở vùng này, quên, chết thật, quên đi mất. Chúng ta phải lấy cái khác, xem Pokédex tiếp nào. Ok đấy của vùng nó chỗ nào tiếp tục xem. Tôi sẽ lấy cái con đúng rồi, tôi lại nhớ ra có con tay nan chan rồi, nãy tôi đang nhớ lại. Ta đang nó tham này. À đúng rồi, coi 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 trời ơi nói rồi ơi. Rồi có phải vụ này đấy, tôi tốn thời gian có lẽ phải Không sao. Không sao. Bộ nhớ
máy tính của tôi là để máy tính tôi nặng thế để tôi quay những thước phim video dài và kinh khủng. Để chuột chuột là nó học học cái này. Được, tôi đã có con cuối cùng. Chính là em đây chính là con Pi ai là chọn chu chu ấy. Đúng rồi, Heracross tôi chưa chọn đúng không nhỉ? Heracross có chưa nhỉ? Đúng rồi chưa. Thôi thì nó Heracross. Tôi không lấy Mega được. Heracross. Đây là Mega mà. À ha, ờ đúng rồi, ăn đấy. Ừ. Đây rồi. Ok, okay. Chiêu thức. Con này là bộ đánh. Bộ bộ đánh đương nhiên phải có đánh. Thêm bọ nữa, thêm một bọ là được rồi. Phải có mỗi một bọ rồi. Thêm một hệ. Được rồi, xong. Ok, okay. Quá chín quá chất, được rồi. Chắc rồi đúng không? Được rồi, chúng ta đã xong. Thông báo tin chất này. Đây, cái nào đấy nhỉ? Đi. Mình. Thế. Ơ, cái nào nhỉ? Thì mình sẽ bấm hình như chỗ này. Đây, cái này ngồi kế 92. Ăn thai thủ 2. Alo. Alo, tôi được rồi. Chắc là cũng sẵn sàng đấy. Bấm hôm đi, bấm hôm đi. Bấm hôm đi lần. Đi. Bấm hôm đi. Accept lại đi. Chờ ăn thai thủ 1, à 2. Accept thử xem. Ăn thai thủ 1. Ui trời ơi. Chết thật. Ờ chờ chút nhá. Con bé quá là một con lại có đi có các chiêu hệ các hệ lại khác nhau mà chết chứ. Giờ chút, em tôi lại trình lại các chiêu thức của nó. Ồ, chết thật. Lại đi cho con khác khắc vào. Chờ chút nhá. Xem nhiều đâu rồi. À đúng rồi, tôi có cho này hai chữ. Tôi sẽ thách đấu ông một thứ. Thách đấu cái gì? Mà thôi, cứ random đi. À thôi, tôi đang chọn rồi, từ đang chưa random. Từ đừng random. Em tôi đang thấy rồi. Sao xoáy đi. Nó có một số chiêu nó bị khác nhau. Ủa. Nó không cho. Đen thật. Không cho hai con giống nhau nhá. Không phải các chiêu thức. Không phải chiêu thức, không phải. Em tôi chọn các chiêu thức mà nó khác bị khác nhau ấy, kiểu như là nó bị nó băng lại băng có cây. Băng cây, hai con nó có hai chiêu thức như thế. Không được hai con giống nhau. Thế rồi. Tôi có chọn hai con giống nhau. Em như họ bảo hai chiêu thức giống nhau sao ấy? Tao thế đi bị phế à? Hai chiêu thức nó khác nhau, khác lại nhau. Chê quên mất. Không khác, không dùng được. Phải tình không liên quan này. Cuối cùng là nó mồ xem, nó mồ cũng có khá nhiều. Nó mồ ấy. Thường. Thôi. Thế là cái protect này nữa sao? Bây giờ protect thì mất cái chiêu file kia nhỉ? Rồi. Light screen. Cái này thì thôi. Tôi chọn detect nữa. Đi. Có detect rồi. Được rồi, xong rồi. Ok. Rồi, home. Có người lưu không? Không, nó tự lưu lần ạ. Home. Chọn lại sang ra. Ok, được rồi. Rồi, chơi. Ơ, shit. Alo. Lên, đang đấu rồi. Quái, cậu còn đặt tay lên với ta à? Ừ, hiểu giống mình đấy. Đặt con. Shit. Yeah,
đi ai, đâu ai nằm trong Gen này. Hydro bomb, very good. Ôi không, nó đổi rồi. Nhầm. Ôi trời ơi, đi khoe con đấy à? Không, nó đổi để chạy. Ui à? Con này bằng cái gì? Nó đổi liên tục cái này thì dùng gì cả? Fuck, chết rồi. Tốt, may may ngày không ngủ. Chết và chỉnh ngay. Dạ. Anh ấy quên mất hệ play, tao phụ mạnh đến class. Chết. Ủa cái gì? Được. Bớt không được rồi là Heracross cả không được. Rock, duck. Được rồi, chọn thay này cho ta ra ngoài. Shit. Oh my god. Tuy là hiện nhưng nó vẫn có tác dụng trên thằng đồ bút. Water lại đổi con. Ô, ô cảm ơn. Ô cảm ơn. Thank you. Vì đây vì đổi con quả chất. Osas. Hãy hướng đi một Osas. What, nó đổi con. What, Solas. Chờ như 3% HP. Sao rồi, con này sẽ khắc con. Trời ơi. Con gì đây? Rất là hấp thu quyền. Thôi chọn gì? Hấp thu quyền. Vâng, chứ lượng máu quá ít. Em ủa con này nó phát chết luôn. Quên mất con Sona này bán ảo. Hết dù giảm chóp. Em cứ
từ không dựa vào kiểu điện thoại ở vùng trước cơ. Tên thật, là nó đổ gọi chợ khác này. Thế rồi. Rồi. Tốt lắm, tôi đã hẹn con tiếp theo. Would you good job, Type Lotion. Rồi đáp Type Lotion. À, tôi đang phải nhận chờ rồi. Ngay là con này mà. Vâng. Được ngay là con này, không thể tin được. Không lừa được con này được, con rõ của tôi. Oh shit. Ây rồi, Hidden Power. Tôi đấm một phát, còn anh cứ đấm phát chị gần. Tôi đợi. Ác. 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 Còn ra gần. Còn ra gần ai. Ôi trời mặt. Tôi không hiểu. Thì cậu ông lại ông này chơi bừng như thế nào. À mà anh. À dạ. Trời ơi toàn cho con gì hệ bay hết à trời. Gì cũng hay bay vậy ạ. Chị hãy con nữa thì tôi giúp con này vào. Tôi không chọn chứ thêm mới đau. Chọn cái gì cơ? Đấy tôi là không được chọn con cá to. Điên. Điên thế nhỉ? Chờ chút. Thế sao con ngôi chú này không dùng chút nhỉ? Chết. What the? Tôi mất. Con này lượt đương nhiên là có. Xong. Tôi tưởng không được cho Pokemon huyền thoại ở vùng Kanto. Em sợ Pokemon huyền thoại à? Giáp đốt Pokemon huyền thoại. Đời có chưa nào thống đâu chứ. Ôi trời ơi ạ. Ôi không. Đua rồi. Bây giờ mình làm một team về cái đấy đi X nha. Ờ để hỏi nó. Em X rồi. Ờ thôi. Có thể nào, có thể không biết nó còn đâu. Thôi delete mấy cái này đi. Đây. Không cần đâu. Vâng, tao liên lạc lại. Lại thua rồi. Tao không được dùng Kanto mới chết chứ. Alo. Alo. Tao thua rồi. What the... Xong chưa? Thôi đừng đâu nữa. Em tôi đang phải em tôi lại phải nghĩ lại cái team này. Chưa được ổn lắm. Thật... Còn đâu nữa không? Tính sau nhá. Đấy. Thôi thì... À thôi hay là tôi nghỉ tí đi tối đầu tiếp. Ok. Hoa sơ đi. Tối đầu tiếp nhá. Tiếp nha. Ok. Này. Cái gì? Cảm thấy thế nào? Hơi đau. Không cảm thấy thế nào. Cảm thấy cũng đau quá. Bấm lại. Cậu thử. À mà chú ý nhá. Mọi câu nói cậu đang được lên YouTube ấy nha. Vâng, xin chào các bạn. Tôi đã đầu sau rồi. Ồ, là ngày nó không biết là nó chuẩn bị được lên YouTube. Ok, goodbye. Ừ. Thường đi.